Nem nướng Nha Trang là đặc sản nổi tiếng của tỉnh Khánh Hòa, đồng thời đây cũng là món ăn được nhiều thực khách trên cả nước yêu thích. Và mở quán nem nướng Nha Trang chắc chắn sẽ là một ý tưởng kinh doanh tuyệt vời cho những ai đang có ý định kinh doanh các món ăn đặc sản. Để chắc chắn hơn về điều trên, cũng như giải đáp được thắc mắc một suất nem nướng Nha Trang bao nhiêu tiền, bạn hãy cùng blog khởi nghiệp tìm hiểu ngay trong video dưới đây nhé! Tại sao nên chọn kinh doanh nem nướng Nha Trang? Kinh doanh quán ăn là một hình thức có khả năng đem lại lợi nhuận nhanh chóng. Vì vậy, việc lựa chọn mặt bằng kinh doanh là vô cùng quan trọng. Dưới đây là những lý do mà bạn nên lựa chọn kinh doanh quán nem nướng Nha Trang. Nem nướng Nha Trang là món ăn nổi tiếng lâu đời. Nem nướng Nha Trang là một đặc sản lâu đời của vùng đất Ninh Hòa, được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam xếp vào danh sách top 100 món ăn đặc sản ẩm thực của Việt Nam trong giai đoạn 2011-2016. Nem nướng Nha Trang có vị ngọt của thịt heo, mùi thơm của rau thơm kết hợp cùng nước chấm độc đáo, được pha trộn từ hơn 20 loại gia vị khác nhau, tạo nên hương vị đặc biệt qua năm tháng. Hiện nay, món ăn này nằm trong top các món ăn vặt được nhiều người yêu thích và có mặt khắp mọi nơi trên giải đất Việt Nam. Tiềm năng thu lợi nhuận ổn định. Nem nướng Nha Trang là món ăn sở hữu tệp khách hàng lớn trên khắp cả nước, thu hút đông đảo thực khách. Món ăn này phù hợp với nhiều nhóm đối tượng khách hàng như trẻ em, người lớn, học sinh, sinh viên và người đi làm. Khách hàng có thể thưởng thức nem nướng vào bữa trưa, bữa xế chiều và bữa tối. Không cần mất nhiều chi phí đầu tư ban đầu. Đối với việc kinh doanh nem nướng Nha Trang, chủ quán có thể linh hoạt chọn địa điểm không cần quá đắt đỏ, thậm chí có thể mở ở nhà hoặc vỉa hè. Chính vì vậy, chi phí trang trí quán ăn cũng không cao, chỉ cần setup đơn giản, bình dân. Mô hình kinh doanh dễ quản lý. Hiện nay, nhiều quán nem nướng Nha Trang xuất hiện khắp mọi nơi với hai hình thức chính là kinh doanh tự phát và kinh doanh nhượng quyền. Với hình thức kinh doanh nhượng quyền, bạn sẽ tiết kiệm được chi phí quản lý, chi phí marketing và được hướng dẫn các công thức chế biến ngon nhất, mang lại lợi nhuận khá cao. Sáng tạo trong mô hình kinh doanh. Nem nướng Nha Trang là món ăn có tính đa dạng và linh hoạt, vì vậy bạn có thể lựa chọn hình thức mở quán kết hợp với kinh doanh online. Hiện nay, kinh doanh mô hình buffet nem nướng cũng được giới trẻ rất yêu thích. Đồng thời, đây cũng là món ăn có tiềm năng mở rộng cao, cho phép bạn dễ dàng phát triển quy mô, nhượng quyền hoặc mở thêm chi nhánh mới mà không cần lo lắng về chuỗi cung ứng nguyên liệu ban đầu hay duy trì chất lượng món ăn. 2. Để tính được mở quán nem nướng Nha Trang lãi bao nhiêu, bạn cần áp dụng công thức lợi nhuận bằng doanh thu trừ chi phí hàng tháng trừ chi phí cố định. Chi phí cố định. Chi phí cố định sẽ tính tổng hết các chi phí mà bạn dùng lúc đầu cho quán như tiền sang sửa, trang trí quán và chi phí mua đồ dùng được lâu dài trong quán như bàn ghế, bát đĩa, bếp, tủ đựng nguyên liệu, sau đó chia cho 12 tháng. Chi phí đầu tư vật chất đồ dùng trong quán sẽ khoảng 17 triệu đồng. Chi phí sang sửa, trang trí quán khoảng 22 triệu đồng. Như vậy, tổng các loại chi phí cố định này sẽ hết tầm 39 triệu đồng chia cho 12 tháng, là bằng 3 triệu 250.000 đồng một tháng. Các loại chi phí hàng tháng. Chi phí thuê mặt bằng. Khoản chi phí cố định đầu tiên và tốn kém nhất khi bắt đầu kinh doanh quán nem nướng Nha Trang là chi phí thuê mặt bằng. Hiện tại, chi phí thuê mặt bằng có thể dao động từ 7 đến 10 triệu đồng cho diện tích từ 30 đến 50 mét nếu ở các thành phố lớn như Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Còn tại các tỉnh thành khác, mức giá thuê sẽ rẻ hơn, có thể ở khoảng từ 3 triệu đến 5 triệu đồng một tháng. Chi phí mua nguyên liệu làm nem nướng Nha Trang. Nguyên liệu làm nem nướng Nha Trang bao gồm thịt nướng, bánh tráng, rau sống, tương chấm. Để tiết kiệm chi phí, bạn có thể nhập nguyên liệu với số lượng lớn. Tuy nhiên, cần dự trù chính xác lượng hàng bán ra để tránh lãng phí do nguyên liệu để lâu bị hỏng. Thông thường, khoản chi phí này sẽ rơi vào khoảng 10 triệu đồng mỗi tháng. Chi phí thuê nhân viên. Chi phí lương nhân sự order và chạy bàn dao động khoảng từ 4 đến 5 triệu đồng một tháng. Đối với quán nem nướng Nha Trang vừa và nhỏ, bạn sẽ cần khoảng một nhân viên phục vụ thôi. Vì vậy, chi phí nhân sự mỗi tháng sẽ dao động từ 5 triệu đồng. Chi phí khác. Bạn cũng cần phải chi trả cho các khoản tiền liên quan đến điện và nước. Trong mùa hè, chi phí này có thể khoảng 3 triệu đồng mỗi tháng, trong khi vào mùa đông có thể giảm xuống còn khoảng 1 triệu đồng một tháng. Ngoài những chi phí trên thì bạn cũng cần phải chi trả cho phần quảng cáo và marketing. Chi phí đầu tư cho mục này thường dao động từ 2 đến 6 triệu đồng mỗi tháng, tùy thuộc vào quy mô cụ thể của quán và phạm vi chiến dịch quảng cáo.
Vậy tổng chi phí tháng cho quán nem nướng Nha Trang hết tầm 10 triệu mặt bằng, cộng 10 triệu mua nguyên liệu, cộng 5 triệu thuê nhân viên, cộng 5 triệu chi phí khác là bằng 30 triệu đồng. 3. Doanh thu cho quán nem nướng Nha Trang. Hiện nay giá một mệt nem nướng dao động từ 30 đến 50 nghìn đồng. Những ngày đầu mới mở bán, bạn sẽ bán được khoảng 50 suất. Như vậy bạn sẽ có doanh thu 2 triệu đồng một ngày. Một tháng bạn sẽ đạt doanh thu là 2 triệu đồng nhân 30 ngày bằng 60 triệu đồng. Nếu quán của bạn kinh doanh tốt thì ngày bán 100 đến 200 suất là chuyện rất bình thường. Tuy nhiên bạn cũng nên lường trước 3 tháng đầu tiên sẽ có thể chỉ bán được 10 đến 30 suất và tiền thu về chỉ đủ số vốn bỏ ra là đã quá tốt rồi. 4. Lợi nhuận cho quán nem nướng Nha Trang. Theo đúng công thức này thì một tháng bạn sẽ có lợi nhuận là 60 triệu trừ 3 triệu 250 nghìn đồng trừ 35 triệu bằng 26 triệu 750 nghìn đồng. Một năm thuận buồm xuôi gió, bạn sẽ có mức lãi chừng 321 triệu đồng. Như vậy có thể thấy mở quán nem nướng Nha Trang là mô hình kinh doanh có thể đem lại cho bạn số tiền lên tới 8 con số mỗi tháng. Tuy nhiên để đạt được điều này, bạn cần phải thật sự tâm huyết, nắm vững những kỹ năng tuyệt chiêu để tồn tại lâu dài trong nghề. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Đừng quên đăng ký, nhấn chuông, like và share để nhận thêm nhiều kinh nghiệm hữu ích từ kênh Blog Khởi Nghiệp nhé! Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này của Blog Khởi Nghiệp. Hãy nhấn like, share và đăng ký kênh để nhận được những thông tin hữu ích nhé!